Từ bữa giờ á, hẹn hò với tiểu thơ Kim Ngân được mấy lần rồi? Má hỏi ngộ. Hẹn thì hẹn, gặp thì gặp, chứ con đi đếm bao nhiêu lần chi má. Nói vậy mà cũng nghe được à. Đây là chuyện hệ trọng cả một đời người, chứ đâu phải là cái kiểu bướm lượn vườn qua đâu. Trong những lần mà hẹn hò đó, thì con á phải ý tứ quan sát đối phương để mà đưa ra quyết định. Lỡ quyết định sai thì sao đây? Sai thì sửa má, lo chi. Cái thằng này, chuyện vợ con là chuyện cả cuộc đời, sửa là sửa bằng sao? Má ơi, sai thì sửa, cưới về rồi á, sống không hạnh phúc thì ly hôn cưới người khác thôi. Má thấy đó, nếu nói theo kiểu phương Tây á, thì vợ chồng như tấm áo, không thích cái này thì thay cái khác. Trời ơi, cái thằng má cãi không lợi bay rồi đó. Nhưng mà má nhắc cho bay nhớ nè, đổ vợ một lần tức là mang một vết thương lớn ở trong tâm hồn suốt cả một đời, chưa kể ảnh hưởng đến con cái, khổ lụy từ thế hệ này sang tới thế hệ khác. Má, mỗi người một cách sống, sai thì sai mà đúng thì đúng. Mà sai đúng trong chuyện tình cảm là khó lường lắm má. Tôi con nhỏ em cũng giỏi thiệt. Tôi với thằng Ba Hạt là hai anh em sinh đôi, giống nhau như đúc. Vậy mà em cũng nhận ra thằng nào là thằng Hoàng, thằng nào là thằng Hạt. Dạ, tại cậu hai với cậu ba khác nhau cách ăn mặc. Vậy sao tôi giả mặc đồ giống như thằng Ba Hạt em cũng nhận ra? Dạ, tính tình cậu ba tôi rất rõ. Cậu ba sẽ chẳng khi nào tặng vàng cho tôi cả. Vậy chứ nó tặng em cái chi? Dạ, cậu hai nói chi tôi không hiểu. Cho tôi xin lỗi chuyện tối qua, là tôi giỡn hơi quá trớn. Em cũng đừng đem chuyện đó mà nói với thằng Ba Hạt nghe. Tôi biết rồi. Thánh thần ơi, quý quá quý quá. Con Kim Ngân nhà tôi mà được về bển mà năn khăn sửa túi cho cậu hai đây á, là phúc đức phúc phần của gia phả nhà tôi. Bác nói vậy con cảm thấy hơi ngại quá. Trời ơi, bác khen thiệt cái bụng chứ bác có khen suông đâu nè. Nhưng bác đã có lời khen như vậy thì con xin đội ơn. Uống trà đi con. Tự nhiên nó hỏi bay cái câu đó. Cái câu đó là nó có nguyên nhân đây nè. Bây khai cho thiệt nha, bằng không tao đập bây què giò bây giờ. Dạ, tự dưng cậu hai hỏi, con có biết chi đâu. Không có chi tự nhiên hết trơn á. Mày đó, mày lả lơi với cậu hai này, mày đùa cợt với nó mới hỏi cái câu đó. Mày phản phúc tao phải không? Dạ không có, con không có đâu bà ơi. Bà đừng có nghi quan cho con. Đúng Long. Dạ. Qua anh hai hỏi cái này coi. Chuyện chi vậy anh hai? Anh hai thấy Út Lâu hay đi xuống bếp, hay thủ thỉ to nhỏ với chị Thấm. Có vẻ hai chị em thân nhau quá đa. Tại ở trên trường em cũng ít bạn bè lắm, về nhà chỉ chơi được với chị Hồng Thắm thôi. Anh ba thì suốt ngày ở hiệu buôn, sập tối thì mới về. Còn má thì khó quá trời khó luôn, nên hệ em lại gần thì cũng có chuyện để em bị la. Nên em chơi với chị Hồng Thắm là cách tốt nhất. Em thân với chị Hồng Thắm như vậy, chị Hồng Thắm có bí mật gì kể cho anh hai nghe coi. Bí mật là chi, chị Hồng Thắm mừng chi có bí mật. Nếu có người thương thì bàn với người ta cưới liền đi. Nếu không chịu con chủ hiệu buôn vàng á, thì mày thương người nào tao cho cưới người đó. Nhưng mà phải môn đăng hộ đối à nghe.
Má, má thương con thì bây giờ má đừng ép con lấy vợ liền bây giờ nghe má. Sắp tới đám cưới của anh hai á, một mình má lo là đã đủ chết chất rồi. Lo một cái cũng là lo, thấy không? Lo hai cái cùng một lúc có phải nhẹ nhàng hơn không? Nè, có chuyện chi mà bị ấp úng gì chứ hả? Hai anh em bay có chuyện chi là không có được giấu đâu nghe. Nói, đừng có úp úp mở mở nữa. Hôm bữa con qua lò lưu chơi, cái này là con tình cờ nhìn thấy chứ không phải con trình mò nó. Chú ba nhà mình đang hẹn hò yêu đương thắm thiết lắm á. Hẹn hò với ai? Con gái nhà nào trong cái vùng này? Con Hồng Thắm nhà mình. Trời đất thánh thần ơi, má. Con hồ ly tinh này, con nghiệt xúc này, bà hâm mẹ ăn rồi mày vẫn không sợ hả? Cái con kia. Bà ơi, con đã mừng sai điều chi vậy bà? Mày còn hỏi nữa hả? Mày hẹn hò với cậu ba ngoài lầu lu yêu đương nhằn nhịt phải không? Cái con khốn nạn này. Mày quyến rũ, mày dụ dỗ con trai tao phải không? Tao cho mày chết đi nè. Cho mày chết đi. Chết đi nè. Chết đi nè. Cho mày chết. Cho mày chết. Cho mày chết. Cho mày chết nè. Nếu vậy thì ai là người mách lẻo? Ai lại muốn hại em như vậy? Thôi, bây giờ ai mách lẻo không còn quan trọng nữa rồi. Quan trọng là cô ba phải bảo trọng nghe. Đừng vì em mà lỗ đạo làm con. Em đừng có lo cho anh, anh chỉ lo cho em thôi. Mà má anh cũng kỳ thiệt á, hở cái là đòn roi vũ vàng như vậy. Thôi, bây giờ em phải đi chợ mua đậu, mua đường để nấu chè. Từ giờ về sau em không dám gặp cậu ba nữa đâu. Thắm, mày kêu tao mừng cái chi? Tao tự nhiên chạy về nhà giờ này, còn có chuyện buôn bán á, ngoài hiệu buôn Hoàng Hạc Lâu mày giao cho ai? Có chuyện chi mà má nặng tay với ông Thắm vậy? Mày sao? Cột dạ hả? Tao nói cho biết nha, tao răng đe nó rồi mà nó vẫn cố lì. Cái tụi trèo đèo đó tao chưa đập chết đó là may lắm đó. Má ơi, có phải lỗi do Thắm đâu. Tất cả là do con chủ động hẹn hò hết. Thắm không có dám gãi lời con đâu má. Tình yêu trai gái, má phải để cho tụi con được tự do chứ má. Mày im ngay chưa? Tao đẻ ra mày chứ không phải mày đẻ ra tao. Mày đứng đó lộng ngôn cho lộng ngữ. Được rồi, mày thú nhận rồi phải không? Sẵn đây tao nhắc cho mày luôn, từ rày về sau mày không được qua lại tình cảm với con Hồng Thắm nữa. Thị phi đó mày biết không? Má ơi má, con có cuộc sống riêng của con, con bất chấp miệng đời hết á. Mà bây giờ là thời buổi nào rồi mà má còn cổ lỗ sĩ như vậy á má? Trời ơi là trời, Hiếu Hạc ơi, sao mày làm cho tao chức chết đi nè. Được rồi, tao nói cho mày biết, tao nói là như đinh đóng cột, một là một, hai là hai. Từ đây về sau mày không được qua lại tình cảm với con Hồng Thắm nữa. Mày nghe lời tao thì tao để cho nó sống, mày cãi lời tao tao giết chết nó đó. Trời đất, má, má nói cái gì mà nghe ác độc vậy má? Tao nói được là tao mừng được đó. Bộ phim do Viettel Media sản xuất.